Các học sinh mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 4 sách cánh diều qua sách và bài tập bài 58 tính chất cơ bản của phân số. Trước khi làm các bài tập của bài này thì các em nên xem lại bài 58 sách giáo khoa để các em hiểu rõ hơn thế nào là tính chất cơ bản của phân số. Rồi trước hết là các em làm bài tập số 1. Các em điền số thích hợp vào các ô trống. Câu E 3 phần 5. Tính chất thứ nhất là nếu chúng ta nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với một số tự nhiên khác không. Ví dụ ở đây, nếu các em nhân cả tử số và mẫu số của phân số 3 phần 5 với một số tự nhiên khác không. Ví dụ các em nhân với 4. Tử số nhân 4, 3 nhân 4 bằng 12. Mẫu số cũng nhân với 4, 5 nhân 4 bằng 20. Thì ta được phân số mới là phân số 12 phần 20 bằng phân số đã cho. Tức là ta có 12 phần 20 bằng 3 phần 5. Đây là nội dung tính chất thứ nhất. Rồi tương tự 2 phần 7. Kem nhân cả tử số và mẫu số với mấy? À, với 3. Mẫu số nhân với 3 thì tử số cũng phải nhân với 3. 2 nhân 3 bằng 6, 7 nhân 3 bằng 21. Như vậy, ta có 6 phần 21 bằng 2 phần 7. Tính chất thứ hai. Câu B, chúng ta có tính chất thứ hai. Nếu tử số và mẫu số cùng chia hết cho một số tự nhiên khác không. Ví dụ ở đây, 9 và 12 cùng chia hết cho 3. Thì chúng ta chia cả tử số và mẫu số cho 3. 9 chia 3 bằng 3, 12 chia 3 bằng 4. Ta được phân số 3 phần 4 bằng phân số đã cho, tức là 3 phần 4 bằng 9 phần 12. Thì đây là nội dung tính chất thứ hai. Tính chất thứ nhất là nhân, thì tính chất thứ hai là chia. Rồi cụ thể ở đây, 18 và 24 nó cùng chia hết cho 6. Các em nhớ là phải cùng chia hết nha. Cùng chia hết cho 6 thì các em chia cả tử số và mẫu số cho 6. Tử số chia cho 6, mẫu số chia cho 6. 18 chia 6 bằng 3, 24 chia 6 bằng 4. Như vậy ta được 3 phần 4 bằng 18 phần 24. Tiếp theo là các em sang bài tập số 2, các em điền số thích hợp vào các ô trống. 2 phần 5. Rồi, 2 phần 5 bằng 4 phần mấy? Từ 2 thành 4 là các em nhân hay chia? À, từ 2 thành 4 thì chúng ta phải nhân. 2 nhân mấy bằng 4? À, 2 nhân 2. 2 nhân 2 bằng 4. Tử số nhân với 2 thì mẫu số cũng phải nhân với 2. 2 nhân 2 bằng 4, 5 nhân 2 bằng 10. Như vậy 2 phần 5 bằng 4 phần 10. Rồi tương tự, để tìm số ở ô trống này thì chúng ta có thể sử dụng phân số 2 phần 5. Từ 5 thành 20 thì các em nhân hay chia? À, nhân. 5 nhân mấy bằng 20? À, 5 nhân 4. 5 nhân 4 bằng 20. Mẫu số nhân với 4 thì tử số cũng phải nhân với 4.
2 nhân 4 bằng 8, 5 nhân 4 bằng 20. Như vậy, các em điền vào ô trống là số 8. Rồi, nếu các em không thích sử dụng phân số 2/5 để tìm ra cái số này, chúng ta có thể sử dụng phân số 4/10 để tìm ra số 8 này. Từ 10 thành 20 thì chúng ta nhân hay chia? Chúng ta nhân. 10 nhân mấy bằng 20? 10 nhân 2. Vậy 4 cũng phải nhân với 2. 4 nhân 2 bằng 8. Các em dễ dàng tìm được số 8. Được chưa? Rồi tiếp theo. 6/18 bằng 3/ mấy? Từ 6 thành 3. Vậy các em nhân hay chia? Chúng ta chia. 6 chia mấy bằng 3? 6 chia 2. 6 chia 2 thì 18 cũng phải chia cho 2. 6 chia 2 bằng 3, 18 chia 2 bằng 9. Các em điền vào ô trống này là số 9. Tiếp theo. 6/18 bằng 1/ mấy? Bằng 1/ mấy? Từ 6 về 1 là các em chia. Cụ thể là 6 chia 6 bằng 1. 6 chia 6 thì 18 cũng phải chia cho 6. 18 chia 6 bằng 3. Các em điền vào ô trống là số 3. Rồi tiếp theo là 3/4 bằng mấy phần 8? Từ 4 thành 8 thì chúng ta nhân. 4 nhân 2 bằng 8. 4 nhân 2 thì 3 cũng phải nhân với 2. 3 nhân 2 bằng 6. Tiếp theo là 3/4 bằng 9/ mấy? Từ 3 thành 9 thì chúng ta nhân. 3 nhân 3 bằng 9. 3 nhân 3 thì 4 cũng phải nhân với 3. 4 nhân 3 bằng 12. Tiếp theo là 8/24 bằng ô trống phần 6. 8/24 bằng mấy phần 6? 24 chia 4 bằng 6. Vậy 8 cũng phải chia 4. 8 chia 4 bằng 2. Được chưa? Tiếp theo là 8/24 bằng 1/ mấy? 8 thành 1. Như vậy ta có 8 chia 8 thì mới bằng 1. 8 chia 8 thì 24 cũng phải chia cho 8. 24 chia 8 bằng 3. Rồi như vậy là bài này thầy giáo chia làm 2 tiết. Các em có thể theo dõi tiết 2 bằng cách là các em vào phần sách Anh Phát và bài tập toán 4 sách Cánh Diều ở phần đầu kênh. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chúc em học tốt.